cây dâu tây mới trồng thì đặc biệt chú ý phải về nước non các bạn nhé. Tưới nước thường xuyên, không để khây khô. Bên cạnh hệ thống tưới nhỏ giọt cung cấp nước cho rễ thì mình sẽ tưới thêm nước ở trên bề mặt giúp cho lá cũng như cành nó tránh bị khô, dưỡng mát cho cây. 3 ngày đầu tiên cực kỳ quan trọng. Đây, như các bạn có thể thấy trên hình, hệ thống tưới nhỏ giọt của mình vẫn hoạt động. Nó sẽ cung cấp nước cho rễ của cây. Dần dần thì rễ của cây sẽ ăn nước và dinh dưỡng từ trong đất. Bên kia là một đội các chị đang trồng cây dâu tây. Nắng chiều trên cánh đồng của nấu trại chim mình.